nhóm giáo viên của trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn. Hôm nay chúng tôi tiếp tục giải cho các em câu 5 bài thực học của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Bài 5 chúng ta có 3 điểm rưỡi. Cho tam giác ABC vuông tại A đường tròn tâm O bán kính đường kính AB lần lượt cắt CD và CO tại D và Y gọi H là hình chiếu của A lên CO câu A và gọi M là giao điểm của A và BC M là giao điểm của A và BC M là giao điểm của A và BC câu A chứng minh tứ giác ACDH nội tiếp chứng minh ACDH nội tiếp và một phần nữa của câu A là chứng minh góc CHD bằng góc ABC CHD bằng góc ABC câu 1 thường là câu rất dễ em. Bây giờ chúng ta thấy rằng cái điểm H đã nhìn AC với một góc vuông rồi. Bây giờ chúng ta chứng minh thêm một điểm nào đó nhìn AC với góc vuông nữa là chắc là điểm D thì các em chúng ta có góc ABD bằng 90 độ vì nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB ta có ADB bằng 90 độ nội tiếp trong 1/2 đường tròn đường kính AB ADB do đó cái góc còn lại là ADC ADC cũng bằng 90 độ và hai góc này là bù nhau đấy em đó có ADC cũng nhìn AC với góc vuông suy ra D và H cùng nhìn AC với một góc vuông DH cùng nhìn AC với một góc vuông suy ra DH cùng nhìn AC với một góc vuông do đó bốn điểm ACDH cùng nằm trên đường tròn đường kính AC do đó suy ra tứ giác ACDH nội tiếp và tiếp trong đường tròn đường kính AC là tiếp trong đường tròn đường kính AC
Và như vậy chúng ta đã xong cái phần 1 của câu A, tức là A, C, D, H nội tiết. Bây giờ chúng ta tiến lên góc C, H, D. C, C, H, D. Góc C, H, D bằng góc A, B, C, M, A, B, C. Trước hết chúng ta có góc C, H, D bằng góc gì kém? Góc CAD và bị cùng chặt cùng CD trong đường đoạn điểm chúng ta C. Ta có CHD bằng CAD vì cùng chặt cùng CD trong đường đoạn điểm cứu. Chặt cùng CD trong đường đoạn điểm chúng ta C, chặt cùng CD trong đường đoạn điểm kính AC. Tương tự như vậy chúng ta có góc CAD bằng góc ABC CAD. ABC kép ABC bằng CAD cùng chắn cùng AD, cùng chắn cùng AD trong đường đoạn O. Chánh cùng AD trong đường đoạn O, cùng chánh AD trong đường đoạn O, trong đường đoạn O, đường đoạn tâm O. Em bằng A, anh cũng bằng A, suy ra em và anh bằng nhau có đẳng. Suy ra góc CHD bằng góc A, B, C. Và như vậy chúng ta đã hoàn tất xong câu A. Mời các em theo dõi tiếp câu B của bài 5. Câu B là chứng minh tam giác OBC. Chứng minh tam giác O, B, C đồng dạng với tam giác O, H, B đồng dạng với tam giác O, H, B. O, B, C là kèm đồng dạng tam giác O, H, B. O, H, B. Do đó H này là có H này sẽ bằng góc B và OBC. Do đó chúng ta ở đây chúng ta có góc O chung rồi đấy. Ta có góc O là chung. Không thể là góc OBC bằng OBH được cái không? Không thể OBC bằng OBH được. Tại vì OBC là đây, OBH nó nhỏ hơn là đó. Do đó chúng ta sẽ dự đoán rằng là góc OBC này bằng OH, OHB. Do đó OBC này bằng OHB thì góc này bằng góc này là thế. Do đó chúng ta muốn cái gì? Muốn là cái này chúng ta biết cái dưới này, muốn là OB chia cho OH, OK, bằng OC. OC cắt cái góc nào bằng đâu để cho nó cùng vị trí để kèm OC chia cho OB, cho OB. Mà điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta cần có OB bình phương và chúng ta cần có OB bình phương bằng OH nhân OC, OH nhân OC. Và chúng ta biết OB bình phương là gì nhé? OB bình phương là bằng OA bình phương, tức là R bình phương đó. R bình phương thì em đó. Mà OA bình phương là bằng gì? OA bình phương, OA bình phương, OA bình phương là này trên. Đây là tam giác vuông CAO thì OA là cạnh của một tam giác vuông nên bằng hình chiếu với đó là OH.
nhân với cộng thêm là OC, OA tương đương là OH. Nhưng OC hệ chất lượng do tâm, hệ chất lượng trong tâm giác vuông, hệ chất lượng trong tâm giác vuông hoặc tâm giác vuông dù CAO, CAO hệ chất lượng trong tâm giác vuông CAO. Thế đó suy ra, suy ra OB là bằng OA, OB bình phương OA bình phương và suy ra OB bình phương là bằng OH nhân OC, OH nhân OC. Chia OB xuống đây, chia OH xuống đây, bắt đầu. Ta đem chia OB xuống, chia OH xuống. Do đó, kem có gì? Có một là này thì kem có bộ bằng nhau. Và nếu như kem có thêm một cấp nữa bằng nhau thì có hai tam giác cầu dài. Nhưng không có góc bằng nhau thì có tỷ lệ thì cũng được OB chia OH và OC chia OB. Một và hai phân nhau, hai và một, hai và hai và một suy ra là gì? Hai và một suy ra tam giác OBC đồng giá với tam giác OHB. OHB nếu cái tỷ lệ này bằng một các em, cái tỷ lệ bằng một thì có nghĩa là tam giác này hai tam giác này bằng nhau cũng phải đồng giá. Đồng giá là tỷ lệ này nó bằng số khác một thì là đồng giá mà không bằng nhau, bằng một thì nó cũng đồng giá mà bằng nhau. Bằng nhau là từ họ riêng của đồng giá không? Bằng nhau thì là đồng giá, đồng giá thì chưa chắc bằng nhau. Nếu tỷ lệ này bằng một thì suy ra cái bộ bằng nhau nữa thì suy ra nó bằng nhau hai tam giác nó bằng nhau. Vậy thì chúng ta đã có tam giác OBC đồng giá với tam giác OHB, và trong câu B người ta kêu chúng ta chứng minh nữa là chứng minh HM, chứng minh là HM là phân giác của góc BHD là phân giác của BHD. Chứng minh HM là HM là phân giác của góc BHD. Chúng ta để ý là cái góc này bằng góc này, góc này ta bằng góc này rồi nha. Cái đó hai góc này bằng nhau. Và cái này là vuông nè. Cái đó cái góc này, góc MHB nó phụ với góc alpha này, góc MHD nó phụ góc này cũng là alpha luôn, nên hai góc này bằng nhau, hai góc này bằng nhau thì HM là phân giác phân giác. Cái ta có cái gì nhỉ? Ta có là do đó chúng ta suy ra là góc gì? Suy ra góc là OBC kem, OBC, OBC bằng góc gì? Bằng góc OBC bằng góc OHB, OHB, OHB. Mà OBC ABC kem chính là ABC. Để bằng gì kem? Bằng góc CHD. CHD là câu A này kem, câu A. Giờ câu A. Giờ đó chúng ta suy ra hai góc này bằng nhau là OBC cũng bằng CHD, OBC là OHB. Giờ đó chúng ta suy ra là CHD bằng OHB. CHD và OHB chúng ta đặt bằng alpha đi kem, cái này là đặt alpha, cái này là đặt bằng alpha. Chúng ta đặt CHD và OHB là bằng alpha. Bởi vì chúng ta thấy góc DHM và BHM cùng phụ với alpha là kem, do đó bằng
cho người phục vụ khách hàng CADHM CADHM bằng BHM vì cục phụ khách hàng cục phụ khách hàng cục phụ cho khách hàng là các bạn khách hàng. Do đó chúng ta suy ra HM là phân giá của góc BHD hay là DHB cũng được. Suy ra HM là phân giá của DHB của góc DHB. Và như vậy chúng ta đã chứng minh xong câu B của bài 5. Mời các em theo dõi tiếp câu C của bài 5. Trước khi làm tiếp câu C, có lẽ cũng nên nhắc lại cho các em một chút kiến thức cơ bản của lớp 9. Đó là nếu trong đó có cái A, B, C M là đường phân A, M là đường phân dứt trong của góc BAC và A là đường phân dứt ngoài của góc BAC thì chúng ta có gì kia? Chúng ta có là MC chia MB sẽ bằng AC chia MB. Ở đây chúng ta thấy không có chính xác đâu. Hai cái này nó hơi uốn góc nhau là kiểu vậy. Phân giác trong và phân giác ngoài nó phải vuông góc nhau được rồi. Chúng ta có là em MC chia MB, MC chia MB sẽ bằng anh là C chia cho anh là B. Tức là em là chân giác, chân là phân giác trong, anh là chân là phân giác ngoài. Và nếu đó là hai chân là phân giác nó kìa của góc trong và góc ngoài của góc A. Thì bây giờ các em tự có cái này thì các em bây giờ chân cho một đường tròn có A, B cắt C, D tại em thì ta có cái góc này thì nếu các bạn vẽ ra thì ta thấy góc này nó bằng với góc này phải không? Do cùng chân cùng BD. Do đó các có tam giác em AD, tam giác em AD đồng dạng với tam giác em CD, em CD. Do đó các suy ra là em A chia cho MC bằng MD chia cho MB. Do đó các suy ra gì? Các suy ra em là A với em là B bằng em là C với em là D. Các luôn nhớ là AB là đường thẳng, CD là đường thẳng. Em là giao điểm để có em A, em B bằng em C, em D. Luôn luôn là như vậy. Ví dụ cho anh về một cái đường khác chẳng hạn. Cái đây là H đến K, em anh với hẹn, đi với hẹn thì các có gì? Các có đi em, đi anh và đi H, đi K rồi thôi em. Thôi nè. Hai góc này là bằng nhau rồi, đối định. Thôi bằng bằng nhau định đó là cái hai góc bằng nhau nên đồng giả, cái này cũng tương tự. Cái đó các có là gì? Đi em, nhân đi âm, bằng đi H, nhân đi K. Rồi. Cho thứ hai, hai dây cung cắt nhau tại một điểm thì ta luôn luôn có như vậy. Nhờ vào tâm giác đồng giả. Đi em, nhân đi âm, bằng đi H, nhân đi K.
Trong câu 3 chúng ta sẽ sử dụng hai cái kiến thức này để giải quyết cái câu 3 và để cho em theo dõi tiếp. Theo dõi tiếp câu 3 nữa. Gọi cha là trung điểm của cha là trung điểm của bên em, 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 cha là trung điểm của bên em. Cha là trung điểm của bên em chứng minh rằng em đê nhân xê đê bằng em là bê nhân xê đê và em là bê thì em là đê bằng CK nhân C cái này chúng ta đặt là A đi nghe không? Cái này đặt là B đi đã. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng kiến thức của đường phân giác để chứng minh đẳng thức A. Chúng ta có gì nghe? Chúng ta có là HM là phân giác và HC vô cấp với HM, HC vô cấp với HM. Vậy thì chúng ta có HM là phân giác cộng thì HC là phân giác ngoài. HM, HC là hai đường phân giác trong và ngoài của cộng H không? Hai đường phân giác trong và ngoài. Trong và ngoài của góc BHC của BHC và cô BHD thì BHC là BHD sau là BHD của góc BHD. Do đó chúng ta suy ra chúng ta lấy hai cái chân đường phân giác M MD chia MB MD chia MB bằng CD chia CB, CD chia CB. Các nhân chéo lên thì em có là MD CB này, suy ra A luôn đó, suy ra A luôn đó, suy ra A luôn, suy ra M D nhân CB bằng MB nhân CD đó, suy ra A. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong đẳng thức A. Rồi tương tự như vậy chúng ta đã chứng minh đẳng thức B bằng cách sử dụng là hai đường, hai dây cung của một đường tròn cắt nhau thành một điểm thì đã có. Ví dụ như đây thì em đang nói là thế nào? Giả sử A em cắt tại anh nào thì cũng có em mở B, em mở B và em mở A, em mở anh nào. Bây giờ chúng ta gọi N là giao điểm của AM và N là giao điểm của N là giao điểm của A AM và đường độ O. Gọi N là giao điểm của AM và đường độ O. Rồi chúng ta suy ra gì em? Chúng ta nối, chúng ta nối CN là gì em? Chúng ta nối CN, nối CN thì em có là
ôn là ôn là bằng ô a bằng bán kính, có nghĩa là đường thẳng vuông góc kể từ tâm đường tròn với một dây cung thì sẽ vuông góc tại trung điểm của dây cung đó. Do đó chúng ta có h chính là trung điểm của a anh đây kìa, trung điểm của a anh. Và chúng ta có tâm giác, do đó chúng ta có ca bằng ca anh, bởi vì a h là đường trung trực của tâm giác ca anh. Và AO bằng NO vì cùng bằng bán kính và cạnh CO là chung, phải là. Do đó chúng ta suy ra cái tâm giác là CAO bằng tâm giác CAO bằng tâm giác CNO CNO vì các ba cạnh bằng nhau, các ba cạnh bằng nhau. Do đó chúng ta suy ra cái góc CNO là góc vuông, bởi vì đường kính thì hai góc bằng nhau này nên nó là vuông, do đó nó thành đường bán kính thì vuông góc với chính tuyến, cái này thành chính tuyến luôn này trên. Do đó chúng ta suy ra góc CO ANC bằng OAC bằng 90 độ, N ON C vuông chứ là N nhìn OC chỉ góc vuông, A nhìn OC chỉ góc vuông, K nhìn OC chỉ góc vuông. Do đó chúng ta suy ra các điểm gì? Suy ra các điểm là AO, K, C, AO, K, N, C cùng thuộc về đường tròn, cùng thuộc về đường tròn. Đường kính CO, đường kính CO vì cùng nhìn CO chỉ góc vuông, đường tròn đường kính CO, đường tròn đường kính CO. Suy ra A O K là cùng nằm trong một đường tròn đường kính CO. Bây giờ chúng ta thấy hai đường chéo nào, em đường chéo gì? Bây giờ em mà đi, cái này là D, này là em mà D phải. M và D nhân M và B sẽ bằng M và A nhân M và N. Thì chúng ta biết hai tâm giác bằng giải đi em. Ta có tâm giác M và D ăn đi, à, M và D ăn tâm giác với tâm giác gì? Góc D này nó bằng góc A này thì cùng chẳng cung B đó. B ăn đó chẳng N là D ăn phải không? Tạm giác M và D ăn đồng dạng với tạm giác M và AB, tức là M và AB. Suy ra chúng ta biết luôn cái tích số này giống như hiện tại chúng ta chứng minh là suy ra M và D nhân M và B, M D, M B bằng M A, M ăn. Cái này chúng ta coi như ba cái nhân, chúng ta sẽ có là M K, M C cũng sẽ là M A, M ăn. Tương tự chúng ta cũng có tâm giác nào đồng dạng nhau. Tương tự chúng ta sẽ có cái này. M và K M và C bằng M và A nhân M và A, bởi vì bốn điểm mấy điểm này nè, A C K là cùng trên một đường tròn các em. Đó chúng ta có tam giác gì? Tam giác chúng ta biết là tam giác đi, M và K như thế này, M và K đồng dạng với tam giác gì? M và K thì nó tránh cung nào? Em tránh cung C đó, M và K này. Tránh cung N C thì M và A C cũng tránh cung N C không? M và A C cũng tránh cung N C đồng dạng với tâm giác M và A C.
Do đó chúng ta cũng phát sinh ra là gì? MK, MC đi em. MK, MC bằng MA, MA nhân vào MA, MA. Ba và một suy ra cái đặc chất D này anh em. Cân nhắc, cân nhớ lại là gì? Bốn điểm trên một đường tròn AB và CD chẳng hạn. AB và CD cắt nhau tại M. Thì cân có M A, M B bằng M C, M D vì do cân nhắc bằng giờ. Bây giờ ba là bốn, chúng ta thấy là nó giống nhau em A, em A. Vậy đó chúng ta suy ra B không suy ra B, suy ra em D, em B bằng em K, em C. Suy ra B đó chính là em B nhân em D, em D, em B bằng em K, nhân em C. Chính là B đó, chúng ta đã chứng minh xong đặc chất B. Và như vậy chúng ta đã chứng minh xong câu C của bài 5. Câu C của bài 5. Mời các em theo dõi tiếp câu D của bài 5, tức là câu tình hợp. Câu D là gọi Ơ là giao điểm của AM và OK. Ơ là gia đình của AM và OK. Gọi G là gia đình của IM và đường đồng O. G là gia đình của IM và đường đồng O. Ở đây là Y khác G, G khác Y và G khác D, Y G khác nhau. Y là một gia điểm, Di là gia điểm thứ hai. Chứng minh rằng OG và CO cắt nhau tại một điểm trên đường tròn O. OG và CO cắt nhau tại một điểm thuộc về O, thuộc về đường tròn O, và một điểm thuộc về đường tròn O. Bây giờ chúng ta sẽ giải câu này bằng hai cách đi em. Trước khi giải cách một, tôi nhắc cho các em một kiến thức liên quan đến trực tâm. Thì suy ra M là trực tâm của tam giác ABC.
suy ra em là trực tâm của tâm giác ABC, trực tâm của tâm giác ABC. Chúng ta không nói ra hiểu nhầm trực tâm của tâm giác ABC, trực tâm của tâm giác ABC, trực tâm của tâm giác ABC. Và các bạn để ý là nếu tâm giác ABC vuông tại A thì tâm giác ABC vuông tại A. Tâm giác ABC vuông tại A. Thì các suy ra thì và AH là đường cao. AH là vuông cấp BC, AH là đường cao. Thì chúng ta cũng suy ra là gì? HB HC là đẹp HB. Nhân HC sẽ bằng HA bình phương. HA là đường cao, AH là đường cao. Thì các bạn thấy là HB HC bằng HA nhân HA, có 3 HA bằng HA. Có nghĩa là em trùng với điểm A, nên có điểm trực tâm em trùng với điểm A. Nên ta giác sẽ vuông tâm giác ABC vuông tại A, A là đường cao. Thì các bạn HB HC sẽ bằng HA bình. Các bạn HB HC bằng HA HM. Thì lúc đó HM bằng HA, có nghĩa là trực tâm này bây giờ là điểm A, trực tâm lúc này trùng với điểm A. Cảm thấy nó một điều đặc biệt. Cảm nhớ cái công thức này để sử dụng, nhớ công thức này để sử dụng. Bên cạnh đó các còn cái điều này như trên, tâm giác ABC vuông tại A, AH là đường cao, thì các có cái gì? Các có là có thể cái điều này là kiểu A AB bình phương, một cạnh nó vuông bình phương, hình chiếu của nó, hình chiếu của nó là BH, nhưng với cạnh liền là BC. Và tương tự như vậy các có AC bình phương, AC bình phương thì cũng bằng hình chiếu của nó là HC nhân với BC. Đây là tâm giác vuông, như em đây là kiến thức của tâm giác vuông, đây là kiến thức của tâm giác thường. Thì trong câu D này chúng ta có sử dụng những kiến thức này. Do đó nhắc lại các em để các em nhớ. Và các em sẽ thấy bài giải dễ yêu hơn nếu các em nhớ được cái công thức này. Mời các em theo dõi tiếp bài giải câu D của bài 5 và cách một mà chúng ta sử dụng kiến thức của trực tâm với em cách một. Chúng ta gọi F là giao điểm của CO và đường tròn O, gọi F là giao điểm của CO và đường tròn O. Thì lúc đó các suy ra là gì? Suy ra IF là đường kính, các em IF là đường kính. IF là đường kính. IF là đường kính thì các có là góc IGF là bằng 90 độ, là các IGF là bằng 90 độ. Đó là BGF là 90 độ.
Bây giờ chúng ta chứng minh rằng cái đường hạ vô gốc từ Y xuống EF trùng với điểm Z là xong cho năm trùng với điểm Z là xong. Do đó EZ sẽ cắt CO tại F. Bây giờ chúng ta áp dụng định lý về trực tâm như thế. Chúng ta có M là trực tâm của tâm giác nào, E là đường cao, CK là đường cao, M là trực tâm của gì nhé, của tam giác. C gì? CO, cái này CO thì có hai đường cao là EH và CK tam giác. CO, CO. Do đó chúng ta suy ra là suy ra cái gì nhé? Bắt đầu từ cái đường cao này như HM, như HM suy ra HM nhân HM bằng H gì? HC, HO thì HC thì cũng được hết. HO thì HC, HC thì HO cũng được. HC thì cũng được HC nhân HO. Mà HC nhân HO bằng gì nhân? HC nhân HO là bằng A bình phương, còn do tam giác CAO vuông bằng AH bình phương, bằng HA bình phương thì AH bình phương cũng được. Và AH bình phương do tam giác, do tam giác CAO vuông, CAO vuông. Giờ ta nhé, CAO HC thì HO bằng A bình phương này nhé. HC thì HO bằng đường cao bình phương. Hệ lực lượng chúng ta nhắc vuông CAO. Tương tự như vậy, IF là đường kính, IF là đường kính. Nên cái tam giác IAF cũng vuông phần. Ta có gì? Ta có A bình phương để làm gì? A bình phương để làm HI nhân HF. HI nhân HF do hệ lực lượng trong tam giác. Bây giờ tam giác vuông, tam giác vuông nào? Do hệ lực lượng trong tam giác vuông IAF bằng IAF. Ok, IAF, A bình cao là IAF. Do hệ lực lượng chúng ta chỉ vuông IA, chúng ta thấy là A bình phương bằng HE như HE, A bình phương bằng HE như HE. Từ đó chúng ta suy ra là HE như HE bằng HE như HE. Suy ra HE như HE bằng HE như HE. Mà ta A là đường cao rồi, thì HM thì HE và HI và HF suy ra em là trực tâm của gì? Suy ra em là trực tâm của tam giác. Em là trực tâm của tam giác nào? Của tam giác EIF hoặc EIF hoặc EIF EIF EIF. Em là trực tâm suy ra là IM phải vuông góc với EF. Phải suy ra IM vuông góc với EF. IM phải vuông góc với EF. Tại một cái Z phải ở đó thì em tại Z phải ở đó. Tại Z phải ở đó. Mà gì? Mà cái góc EZF lại bằng 90 độ rồi. Suy ra Z phải cái trục của Z không? Mà
EZF là 90 độ. Và có EZF là 90 độ của các em. Bởi vì EZ là bởi vì EF là đường kính và EZF là tổ chức trong 1 phần 2 đường tròn. Nên là 90 độ suy ra Z phải trùng với Z và suy ra điều phải chứng minh, suy ra điều phải chứng minh. Suy ra Z phải trùng với Z, suy ra điều phải chứng minh. Nghĩa là ở Z cắt CO tại F thuộc về đường tròn O đó kia. Tại F suy ra C CO cắt ơ gì tại F đó. Tại F được CO là cắt đường tròn O tại F rồi. Bây giờ ơ gì là đi vào F, ơ gì đi vào ơ gì F phẳng hàng, suy ra ơ gì F phẳng hàng.